Trường Nhân đại ca, Quỳnh thì đẹp trai sẵn rồi, nên mặc cái gì cũng đẹp hết. Miễn là Quỳnh thấy thoải mái. Trấn Thành sư Quỳnh, Quỳnh thì không có chỗ nào để chê hết. À, cha mẹ muội đã già rồi nên còn được yên tĩnh một chút. Đừng có nhiều rồi. Cha mẹ muội cần yên tĩnh mà nhắc tới Trấn Thành là hiểu rồi. Cha mẹ muội cần yên tĩnh một chút. Tôi làm này, tôi làm cái gì cha mẹ em đó, mà em xài xỉ tôi cần yên tĩnh. Tôi qua bên đó tôi nói cái gì mà đúng không? Bà không nhận được. Da 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 da. Dạ, bài đây là bài... Đừng có nói, đừng có nói. Rồi, vòng 3 bắt đầu. Khoan, khoan, hỏi thật cái gì đã. Thấy không? Em đang có 10 triệu, em đang có 10 triệu. Ca bài này luôn. Thôi cho em hát cái bài này đi, hát cái bài này tặng. Trời ơi. Bà có bà quái tặng, tôi kêu bà ca bà thi đi. Thi. Oh baby baby yeah, come on. Oh baby baby, how what you tù sập tù hôm. Đời sắp tấp gai hơn. Oh baby baby, tù hết tù lẹt dần. Bỗng nhiên bưng ly rượu rưng rưng tan vỡ trên bàn. Vừa xúc động nỗi niềm riêng mà ông vượt... Alo, gì vậy? Quá tự nhiên, rất là tự nhiên. Chịu chịu. 20 triệu. Chân thật. Quá là tự nhiên. Chịu đúng không Thuật? Quá chân tự nhiên. Chân thật. Dễ thương. Ê, quá ca, chịu nổi. Ta ca giống Trang không? Cả lớp chú ý. Câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay có nội dung như sau. Các em hãy nói một điều gì đó thật là tuyệt vời về làn sóng thân yêu của mình đi nào. Thầy mời tờ rưng. Dạ thưa thầy, sau đây em xin trả lời câu hỏi như sau. Nhà bà Thinh gần nhà bà Đào, nhà bà Thinh trồng nhiều hành gia ca, nhà bà Thinh dành nhiều tiền làm nhà. Gần nhà bà Đào là nhà bà Hồng nhiều người nhiều tiền. Chiều chiều bà Đào nhìn bà Hồng lùa bao giờ nhiều chuông lòng thêm thôn. Cái chuông chương trình em bấm ghê thiệt. Anh cười khuyến khích em đấy. Cái đoạn mà nói chuyện mà không có bo dâu tất cả môi chư, không có dâu gì hết. Dạ không, giấu dấu quyền anh. À, giấu quyền. Quyền là sao? Là nguyên câu đó, chữ nào cũng giấu quyền á. Nhà ông kêu gần nhà bà đâu đó. À, nhà gần nhà bà đâu đây đi, cho nó bao nhiêu người đó, ok. Rồi, chơi nha. Sao tự nhiên bẻn lẻn cái trời. Mắc cỡ. Bây giờ mình làm tiếp tục sau cái khúc hồi nãy nha, đừng làm lại khúc đó, mất thời gian. Ờ. Tụi em làm cái khác. Cái khác, ờ, vậy hả? Ờ, vậy tốt nữa. Thoải mái lên em sao gì á? Thoải mái dĩ mới mắc cười chứ. Rồi, thoải mái lên dĩ mới mắc cười nha. Rồi ha, 60 giây bắt đầu. Vệ sinh sạch sẽ tôi hài lòng. Tình hình sinh sản như thế nào? Dạ mới sinh được một lần ạ. Cách đây bao lâu? Dạ 7 năm. Lâu quá, không có dấu hiệu sinh sản tiếp sao? Dạ dạ chưa ạ. Triệt sản. Nhưng mà em ơi, phải thêm nữa, phải thêm, phải thêm nữa. Em muốn biết đó là cái con gì? Đúng, đúng, đúng. Tôi đang chờ đó. Ờ, cái con vậy gì à? Đang triệt sản đó vậy? Phải nói thêm nè. Dạ, vậy bây giờ được 40 triệu. Chưa, từ từ. Tức là cái vụ đó, sinh sản sao? Bao nhiêu gì? Dạ. Bao nhiêu lâu rồi chưa sinh sản lần nữa? Dạ, cái này là lứa mới đó. Ý là mấy năm rồi, từ cái lúc đứa đầu tới giờ là mấy năm rồi mà chưa? Cái loại này là lấy nọc 10 năm rồi.
mà nó còn chưa có được. Cái loại này lấy nọc, nọc chín. Thôi bây giờ về. Dạ. Cái loại bò thì làm thịt đi. Hoặc là cái loại bò thì triệt sản đi. Không, này là heo. Hiểu không? Đó, nó là vậy. Heo phải cho tao biết nó là cái con gì mà nó không có tóc. Hiểu không? Mình phải nói. Anh Thành ơi, anh Thành ơi, dưới quê em có mấy cái cốc. Nói thiệt với anh nha. Wow. Chú quê anh em bị chó cắn mà anh em liều cái mạng em á, leo lên cây kiến vàng, có kiến vàng thiệt, em bẻ mấy cái cốc còn tư mấy luôn. cái tươi xanh luôn á, tươi xanh luôn đó. Anh ăn nha, anh nhớ anh ăn, anh đừng có nuốt hột nha. Bọn đã chiến thắng vang rồi, thắng được trận rồi đây, bạn nhận lại tài rồi. Cười rồi, có cười hả? Ghen cười, ghen cười, có cười luôn hả? Có. Ông cười xã giao, biết ông quen rồi. 2 triệu rồi đó. Tại tôi thấy đó, là nên về có tiền về chích thuốc nha. Nữa không? Mất chiếc xe với... Xin thần chị Đan, hãy cho con sức mạnh vào mũi tên này để tiêu diệt quân thù. Tướng quân ơi, con không chết. Dòng này con không có chết. Mày không chết, cấp báo cái gì nữa? Mày phải ra là làng gì nữa? Dạ, cấp báo có điều cơ mật. Điều gì? Dạ, vô đây. Đây, tôi đang quét nhà đây, nhưng mà sao anh đang đút ra tôi đây? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái bà này. Bà nữa. Lại là bà. Ai mượn? Ba là nhân vật gì mà lòng nào ba cũng xuất hiện? Khủng khiếp thật. Từ trong luôn á hả? Trời ơi. Có luôn hả? Cái gì? Trời ơi. Tiếng Trần, đây là cái này không? 4 mùa rồi mà Tiến Hạnh biết ai không? Đây là bà tập vụ lao công. Tiến Hạnh cười đi, mấy món sạch sẽ, cười lên, cười lên, cười lên. Khoan, có ai cho tôi biết chuyện gì mới xảy ra không vậy à? Cái cô làm tạp vụ hay lâu sân khấu cho mình đó. Rồi sao? Thì cổ thi luôn. Khoan, là hồi nãy là có thi không? Có. Sao tôi giống con heo quá vậy ta? Ủa là nãy là thi đó hả? Thi. Trời, sao tôi giống đứa nít biểu cười vậy trời? Vậy, giới thiệu đi. Mà trong ba nhớ không được, nhưng ba phải nhớ người đàn bà này. Má con đó ba, mọi người, má con đó mọi người. Chú Thành, má con đó chú Thành. Má con đó, vào một đêm thoáng ba, trời không có nén, ba và má đã tổ con ra bên hầm có tra. Má còn nói rằng, 8 năm yêu nhau rầm rỡ, ngày nào ba đi diễn má cũng đi theo, lục cho ba từng gúa mì cua ba ăn. Chứ mà ba nỡ lòng nào ba đi theo cái cô nhả ra nhả vô chi đó. Hôm nay trời đẹp thật xinh xinh, giám khảo chấm thi rất nhiệt tình, ai cũng tài năng và tỏa sáng, không đành đánh rớt những thí sinh. Và sau phần đọc thơ Thảo Mai là đến phần âm nhạc của Thảo. Music! Anh ơi có bao nhiêu? 60 giây chọc cười, 20 giây đầu Trấn Thành không thấy vui, 20 giây sau Trường Giang sắp